Chiều nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng tập thể các y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Đến thăm và chúc mừng tập thể y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những đóng góp của bệnh viện trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Trong đó, bệnh viện đã thể hiện tốt vai trò quan trọng, giữ vững y đức như lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, chú trọng xây dựng đội ngũ y bác sĩ mạnh về chuyên môn, luôn đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện được phân tuyến hạng 1, bao gồm 10 phòng chức năng và 29 khoa lâm sàng, cận lâm sàng với quy mô 1.000 giường bệnh. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, bệnh viện không chỉ phục vụ khám chữa bệnh cho người dân thành phố mà còn cho bà con vùng sâu, vùng xa miền Tây và mục tiêu vươn tầm quốc tế. Do đó, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh, đã chủ trì phiên họp thẩm định quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại phiên họp, các thành viên hội đồng đã xem xét biểu quyết thông qua dự thảo quy hoạch thủ đô. Tới dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Góp ý cho quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong 8 nội dung thẩm định quy hoạch, đa số các chuyên gia đồng tình và đánh giá cao quy hoạch thủ đô, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục được hoàn thiện. Hà Nội có lẽ, các cái khu công nghiệp thì có lẽ trong thời gian vừa rồi là mình thiếu quan tâm đúng mức, cho nên có lẽ là mình cũng muốn là giảm công nghiệp đi, cho nên đấy là một yếu tố mà tôi cho rằng nếu phân tích cơ cấu kinh tế đúng mà tới đây mình cũng tiếp tục cái cơ cấu này thì tăng trưởng nó sẽ rất khó, không có thể cách gì tăng trưởng 90% được nếu như chúng ta bỏ công nghiệp. Bài toán về những cái trục giao thông và đặc biệt liên quan đến giao thông ngầm và các cái hệ thống ngầm, Hà Nội đang rất là ít chú ý đến bài toán này. Tôi đầu tiên là nhấn mạnh trong cái này về không gian, về trục hạ tầng, và hiện nay cái những cái quy hoạch này có rất rõ rồi, nhưng mà nên có những ưu tiên. Mà ưu tiên theo tôi là cái ưu tiên vào những cái nơi mà tạo ra cái không gian mới về cái quỹ để thu hút nhà đầu tư vào. Sau khi đã thảo luận cho ý kiến, các thành viên ủy viên phản biện Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh đã xem xét biểu quyết thông qua hồ sơ quy hoạch thủ đô trình thẩm định với kết quả 12,9% đồng ý thông qua không cần bổ sung chỉnh sửa và 87,1% số phiếu đồng ý thông qua nhưng phải chỉnh sửa bổ sung. Đối với kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch, có 13,3% phiếu đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa, 86,7% phiếu thông qua nhưng cần chỉnh sửa bổ sung. Để sớm hoàn thiện cái nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và sớm được phê duyệt theo quy định thì tôi đề nghị thứ nhất, và đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì tiếp tục chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiên cứu tiếp thu giải trình hợp lý các ý kiến tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, của các thành viên hội đồng đại diện của các bộ ngành và các quý vị đại biểu tại phiên họp này, tiếp tục hoàn thiện và hoàn chỉnh hồ sơ, đồng thời thì ra soát thống nhất đồng bộ với các cái quy hoạch ngành và các cái quy hoạch vùng và các cái quy hoạch tổng thể quốc gia. Sau khi tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, hồ sơ quy hoạch thủ đô sẽ được trình Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị vào tháng 4, trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 5 sắp tới. Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, Việt Nam đặt mục tiêu cao trong phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, kiến tạo hạ tầng cho phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Hạ tầng thông tin và truyền thông là một chỉnh thể thống nhất trên cơ sở liên kết giữa mạng bưu chính, hạ tầng số, hạ tầng công nghiệp công nghệ thông tin, các nền tảng chuyển đổi số quốc gia và hệ thống bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Để quy hoạch được triển khai theo đúng tầm nhìn và định hướng đã đề ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện và xin ý kiến góp ý của các đơn vị. Dự kiến, quy hoạch sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong thời gian tới. Theo khảo sát nhanh của Sở Công Thương TP.HCM,
ngay sau Tết, hầu hết các doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu, tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc cũng đạt trên 90%. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp từ những ngày đầu năm. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 17 hoạt động, sự kiện chính được tổ chức, trong đó có 11 hỗ trợ triển lãm. Những sự kiện này sẽ là nơi tạo ra cơ hội và cũng là cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp quốc tế. Từ ngày 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 3, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên sẽ diễn ra triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may 2024. Với sự kết hợp của Bộ Công Thương và Tập đoàn Messe Frankfurt, kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp dệt may Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất dệt may trên toàn cầu. Theo ban tổ chức thông tin tại họp báo sáng ngày 23 tháng 2, triển lãm sẽ có khoảng 500 gian hàng trưng bày trên diện tích 15.000 m2 của hơn 400 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khu gian hàng thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng của triển lãm, giới thiệu tới khách tham quan Việt Nam và quốc tế thế mạnh thương hiệu ngành dệt may của Việt Nam. Đây là dịp tốt để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp uy tín, thúc đẩy mối quan hệ giao thương, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa, chủ động đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước, đáp ứng quy tắc xuất xứ đòi hỏi của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, góp phần thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam phát triển theo xu hướng xanh và bền vững trên thế giới. Hơn 14 hội thảo chuyên đề cũng sẽ được tổ chức xuyên suốt thời gian của triển lãm nhằm giúp các doanh nghiệp tham dự cũng như khách tham quan trong ngành dệt may tiếp cận các thông tin cập nhật nhất trong ngành. Thưa quý vị, theo thống kê mới đây của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bệnh viêm màng não mô cầu có tỷ lệ mắc cao và là một trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất trên cả nước. Do đó, để phòng ngừa bệnh, việc tìm kiếm những thế hệ vaccine mới là nhu cầu cấp thiết. Bệnh viêm màng não do mô cầu là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ kể từ khi phát hiện hoặc gánh nặng tàn tật suốt đời. Tổ chức Y tế Thế giới thống kê mỗi năm có khoảng 1,2 triệu ca mắc viêm màng não và 135.000 ca tử vong do vi khuẩn não mô cầu. Tại Việt Nam, theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, viêm màng não mô cầu là một trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất nước. Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cùng tập đoàn dược phẩm GSK đến từ nước Anh vừa ra mắt và triển khai tiêm vaccine thế hệ mới phòng viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu nhóm B gây ra. Vaccine được chỉ định tiêm cho trẻ em từ 2 tháng tuổi và người lớn đến 50 tuổi giúp bảo vệ sức khỏe trước căn bệnh nguy hiểm này. Vaccine hiện được phê duyệt tại 52 quốc gia, trong đó 14 nước đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia.